Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Alpha Computer. Và bên cạnh mình đây là một mẫu laptop đến từ HP, HP ProBook. ProBook thì nghe như kiểu một cuốn sách siêu đẳng, một cuốn sách thần kỳ, một cuốn sách nào đó nó tuyệt vời. Thì đúng như cái tên, thiết bị này cực kỳ mỏng luôn, nó mỏng giống như một cuốn sách và các bạn có thể mang đi mang lại cực kỳ tuyệt vời và tiện lợi. Thì mức giá của sản phẩm này nó sẽ rơi khoảng độ 18 triệu đồng. Vậy thì với 18 triệu đồng bỏ ra thì các bạn sẽ nhận được những gì? Thì mình sẽ nói như này, mẫu laptop này nó có thể rất tốt ở nhiều khía cạnh. Tuy nhiên nó sẽ có một điểm yếu mà trong 2020 này có lẽ nhiều bạn sẽ không thích. Thì hãy cùng mình tìm hiểu ở trong video ngày hôm nay. Rồi, vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ nói về phần thiết kế của sản phẩm này đi. Thì dòng HP này các bạn có thể nhìn đến phần logo này không phải logo kiểu cách điệu từ HP, cái này chỉ là logo bình thường thôi. Thế nên đây là dòng laptop tầm trung này, hướng tới là mọi đối tượng. Thì thiết kế mẫu laptop này cực kỳ tốt luôn. Toàn bộ máy được làm từ kim loại, có duy nhất thôi mặt D bên dưới này được làm từ nhựa. Còn tất nhiên cái phần khung viền màn hình nó cũng làm từ nhựa rồi, cái này là điều chắc chắn rồi. Thì cảm nhận đầu tiên khi mình sử dụng cái mẫu laptop này đó chính là mẫu laptop này cực kỳ chắc chắn, và cái bản lề của mẫu laptop này nó cũng vậy luôn, mình hoàn toàn có thể mở được bằng một tay mẫu laptop này. Tuy nhiên mặc dù đây là mẫu laptop các bạn có thể mở được bằng một tay, tuy nhiên mình khuyên các bạn vẫn nên mở bằng hai tay. Đây các bạn mở như này này, đấy dùng một tay giữ bên dưới và đẩy màn hình lên này thì cái độ bền của laptop nó sẽ cao hơn, cái độ bền của bản lề nó sẽ được tốt nhất. Rồi chúng ta sẽ chuyển đến phần màn hình đi, hai bên cạnh viền cực kỳ mỏng, còn phần cạnh trên và cạnh dưới hơi dày. Tuy nhiên thì bên cạnh trên chúng ta sẽ vẫn có phần webcam, thì webcam là webcam HD thôi. Các bạn có thể đàm thoại kiểu giải trí với bạn bè, nói chuyện vui vui, chống cháy thì được. Còn nếu như kiểu mà để livestream vào cái webcam này thì nói chung là cũng được, nhưng mà nó hơi mờ một tí, cái này thì chúng ta phải chấp nhận thôi. Thì màn hình của mẫu laptop này là màn hình 14 inch, độ phân giải là Full HD, tấm nền IPS cho góc nhìn cực kỳ tốt, thì độ sáng mức trung bình 270 nits. Thì về chất lượng hiển thị thì mình đánh giá mức gọi là trong tầm giá là khá ổn, cho công việc như kiểu giải trí hay thậm chí là làm Photoshop cơ bản thì hoàn toàn ok. Rồi chúng ta sẽ chuyển đến phần khung bàn phím đi. Thì đây là bàn phím checkpad thông thường, chúng ta vẫn có led bàn phím và phím có độ nảy cực kỳ tốt, mặc dù là kiểu hành trình phím không được sâu cho lắm, thế nhưng mà khi bấm xuống ấy nó độ nảy cực kỳ ổn. Và phần khung bàn phím này được làm từ kim loại, thế nên nó cực kỳ chắc chắn, kể cả bạn nó có một người kiểu gõ hơi mạnh tay một chút thì bàn phím này hoàn toàn ổn. Và chúng ta sẽ không có cụm phím số ở bên tay phải, bởi vì rõ ràng đây màn hình 14 inch mà, mẫu laptop màn hình 14 inch thì đa số sẽ không có cụm phím số đâu. Thì chúng ta sẽ chuyển đến phần trackpad. Thì do khung máy làm từ kim loại ấy, thế nên xung quanh trackpad nó được là làm việc diamond cut, nó sáng bóng hơn, vì phím chuột trái chuột phải là cực kỳ chắc chắn luôn, mình không cảm thấy bất kỳ sự o bẹp nào cả. Tuy nhiên thì lại có một điều này, mặc dù trackpad to và rất đẹp nhưng nó lại cảm giác gì không được mượt mà lắm. Mình là một người ra mồ hôi tay thì cả cái lúc ra mồ hôi lẫn không ra mồ hôi thì gì cái trackpad này nó đều hơi rít, thế nên mình nghĩ các bạn sử dụng mẫu chuột ngoài sẽ hợp lý hơn. Về mặt cổng kết nối thì toàn bộ cổng kết nối nó sẽ được đặt ở bên cạnh phải, tuy nhiên ở bên cạnh trái nó sẽ có hai cổng, một là cổng USB Type-A, một cổng nữa là khe thẻ SD. Còn sang bên cạnh phải chúng ta sẽ có một cổng USB Type-C, các bạn có thể sạc qua cổng này luôn, một cổng mạng LAN dạng ngàm, cổng HDMI, hai cổng USB Type-A và một jack audio combo. Về thực tế ra nếu như bạn nào mà quên mang sạc đi thì hoàn toàn có thể mượn sạc của bất kỳ một ai đó, ví dụ một người khác sử dụng sạc USB Type-C hoặc một bạn nào đó có MacBook, các bạn mượn về các bạn cắm sạc mẫu laptop này thì hoàn toàn ổn luôn. Thì đây là tính tiện lợi mà gần như các mẫu laptop giá rẻ sẽ bỏ qua tính năng này. Về phần cấu hình, phiên bản mình đang có ở đây có cấu hình rất tốt, tuy nhiên nó có một điểm thiếu sót khi nhà sản xuất không trang bị sẵn SSD mà chỉ trang bị sẵn một HDD thôi. Tuy nhiên khi các bạn mua mẫu laptop này về thì bên mình sẽ tặng luôn cho các bạn một ổ SSD 120GB và một ba lô nữa. Yên tâm rồi đúng không? Thiếu SSD thì bên mình sẽ tặng SSD. Về CPU, máy được trang bị CPU Core i7-8565U 4x8 luồng, 8GB RAM. Thì với cấu hình này thì mình hoàn toàn có thể làm các công việc như Microsoft Word, Excel hay PowerPoint, hoặc thậm chí mình có thể làm Photoshop. Còn đối với những bạn muốn edit video trên cái mẫu laptop này thì theo mình thấy chỉ edit video kiểu đơn giản không quá nhiều ứng và trên độ phân giải Full HD thì nó sẽ tốt nhất. Còn nếu mà kiểu quá nhiều ứng thì mẫu laptop này chưa chắc có thể đáp ứng được đâu. Thì mình cũng đã có kiểu thử qua rồi, thì cái mẫu laptop này nhiệt độ nó chỉ loanh quanh khoảng độ 60 mấy độ C thôi và cao nhất khoảng 80 độ C, còn xung nhịp duy trì nó sẽ rơi khoảng độ 2.5-2.6 GHz. Thì với cái xung nhịp này nó thực sự không quá cao. Tuy nhiên hãy xét trên khía cạnh đây là laptop hướng đến những đối tượng là học sinh, sinh viên, thì những gì mẫu laptop này đem lại nó cực kỳ tốt rồi, bởi vì đâu có ai mang mẫu laptop này ra render hàng ngày đâu, đúng không? Thì bây giờ thì chúng ta sẽ nói đến phần thời lượng pin đi. Thì thời lượng pin của cái mẫu laptop này nó sẽ rơi vào khoảng độ trung bình khoảng 6 tiếng theo những mình dùng thì nó vậy. Còn đối với những bạn nào mà dùng kiểu là tiết kiệm pin lắm thì chắc chắn mẫu laptop này vẫn có thể đáp ứng được một ngày dài. Còn để an toàn hơn cứ mang thêm một cục sạc là chắc chắn nhất.
Thì ok, đường link của sản phẩm mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Đừng quên click vào. Thì khi các bạn mua mẫu laptop này về thì bên mình sẽ tặng các bạn cực kỳ nhiều quà. Đầu tiên sẽ là một ổ SSD 120GB, một ba lô để các bạn có thể mang đi mang lại, chuột không dây và pad diệt chuột, kể cả một bộ vệ sinh laptop nữa. Đừng quên bấm like, share, subscribe kênh YouTube của Anphat Computer để không bỏ lỡ video clip của chúng mình trong tương lai. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau.